Chào mừng các bé đến kênh Sóc Cò TV. Anh rất vui khi gặp lại các em. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi, đó chính là mình sẽ là dùng người hùng hun này nè. Đó. Bạn ấy rất là khỏe mạnh nhưng mà hôm nay sẽ đóng một vai ác. Đó chính là bạn ấy sẽ làm cướp đồ ăn của các bạn học sinh đi học. À. Vậy nha. Rồi các bạn có biết không, mình là hun đây. Mấy bữa nay mình rất là đói luôn á. Bây giờ mình sẽ đợi các bạn đi học qua đây, mình sẽ đứng ở đây và mình sẽ chấn lột từng bạn một ha các bạn nhá. Rồi sao hôm nay bạn nào ra đầu tiên nào? Ai chà chà, đói quá trời, mình phải đi một chỗ khác mình lấp để cho các bạn ấy không nhìn thấy. Mình khi các bạn ấy ra thì mình sẽ nhảy ra và mình sẽ hù dọa và mình sẽ chấn lột nhá. Rồi mình đi nào, chi đây nhá. Rồi sao bạn nào ra trước đây, cho bạn này đi. Ô chào bạn, mình chính là Hải Cầu nè. Hôm nay mình đi học đây, mình chuẩn bị đến trường nè. Vui quá, vậy là đã vào năm học mới rồi. Ôi, vậy là nghỉ hè thật là ngắn ngủi quá đi, chơi chưa được bao lâu vậy mà đã phải đi học rồi. Chán quá các bạn ạ, mình vẫn muốn ở nhà cơ, mình vẫn muốn được đi ở nhà chơi cơ. Ôi, buồn quá đi à. Hôm nay mình sẽ đi đến trường đây. À, chào Hải Cầu. À, chào anh Hun. À, Hải Cầu đi đâu vậy? Dạ, em bây giờ đang chuẩn bị đến trường nè. Anh Hun có đi học không? Anh nhá, anh không đi học đâu. Vậy anh hôm nay gặp em, anh có gì cho em ăn không? À, anh nhá, anh rất là đói. Hôm nay anh không những mà cho em ăn mà anh còn muốn chấn đồ ăn của em nè. Hả? À, anh Hun mà lại đi lấy đồ ăn của em ư? Ồ, anh đói quá trời luôn, anh không nói nhiều đâu. Hải Cầu có gì ăn thì cho anh ăn đi. Em ư? Em chẳng có gì cả. Thật không? Kiểm tra lại người xem. Anh đói lắm đấy nhá, anh không giỡn đâu à. Em nói thật mà anh Hun ơi. Em không có gì cả mà. Anh thấy ở trong người em có đồ ăn đấy, em kiểm tra đi, đừng dối anh nhá, anh không thích đâu. Anh để em kiểm tra xem nào. Khổ thân tôi chẳng có gì ăn cả mà bây giờ anh Hun đánh bắt. À có rồi, em có kẹo nè anh Hun. À kẹo à, bé như thế này làm sao mà no được đây. Em chỉ có mỗi cái kẹo này thôi, anh Hun có lấy không? À, biết thế nào bây giờ, thôi lấy tạm vậy. Có mỗi kẹo để đi học để ăn, giấu ba mẹ đến trường ăn vậy mà anh Hun cũng lấy, chán quá đi à. À chà chà, nhưng mà anh cũng đói quá à, thôi cho anh lấy tạm nhá. Trời ơi, cảm ơn em nhá, rồi em đi học đi nhá. Ơi, chán quá à. Vậy là mình mất cái kẹo rồi còn đâu. Thôi không sao cả, cũng đỡ phải bị sâu răng ha các bạn nhỏ. Vậy mình đi học nha. Ôi, buồn quá. Mình đi học đây. Đi học đây. Hôm nay gặp anh Hun thật là không may mắn một chút nào luôn á. Rồi các bạn thấy đấy, vậy là mình đã có một chiếc kẹo rồi. Bây giờ mình sẽ đợi từng các bạn nhỏ một đi qua và mình sẽ kiểm tra xem có gì ăn không nhá. Bây giờ mình nhảy lớp xem là có bạn nào ra nào. Rồi. À la 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 la, ta đi học đây các bạn ơi. Mình xin tự giới thiệu, mình chính là bạn X màu xanh nhỉ. À các bạn thấy không? Vậy là khai giảng rồi, bây giờ là mình phải đi học thôi. Nghỉ hè như vậy cũng là đủ lắm rồi các bạn ha. Trời ơi, vậy là được gặp các bạn mới và có cả những các bạn cũ nữa, thật là vui biết bao. Đây, bây giờ mình sẽ đến trường thôi, đi nhanh lên kẻo chống trường đã điểm rồi các bé nhé. À, cha cha, anh chào X. Dạ, X chào anh Hun. À, X đi học hả? Dạ vâng, em bây giờ phải đi học thôi, nghỉ hè lâu quá rồi, em nhớ các bạn lắm. Vậy hả, anh cũng nhớ X lắm đấy. Hả? À, anh Hun cũng nhớ X vậy sao? Anh nhớ lắm, anh nhớ X. X có gì cho anh ăn không? Em á, em có gì đâu, em đi học mà. Nhưng mà em đi học cũng phải có cái gì ở trong ba lô, trong cặp người em chứ đúng không? Trời ơi, em không có gì cả thật mà. Chỉ có tập thôi, bút thôi, anh có lấy không?
À, ếch dám nói dối anh à. Ếch kiểm tra lại đi, anh thấy trong ba lô của ếch có cái gì nặng nặng đấy. Ơi, vậy là mình lại không giấu được nữa rồi, để mình kiểm tra xem nào. Khổ thân tôi quá đi các bạn ơi. À, cái này à, được đấy. Anh Hun ơi, em chỉ có mỗi hộp sữa này thôi, anh có lấy không? À, có mỗi hộp sữa này làm sao mà anh no được. Trời ơi. Dạ, em chỉ có như vậy thôi à, anh Hun có lấy không? Biết làm sao được bây giờ. Em lục xem còn cái gì nữa không nào, cho anh ăn đi, anh đói quá. Xem nào. Em chỉ có mỗi sữa thôi, anh có lấy không? Chán thật đây. Vậy là ta chỉ uống sữa thôi à? Uống sữa làm sao mà nó được. Thôi, không sao cả. Anh xin nhận nhá, anh xin cảm ơn ếch nhá. Có mỗi cái hộp sữa thôi mà anh ấy cũng lấy. Vậy là bữa này ta lại nhịn đói rồi. Chán quá đi à. Mới đi học thôi mà đã bị chấn lột như thế này rồi. Buồn quá đi. Thôi, chào các bạn nhỏ. Mình đi học nha. Buồn quá. Ốp, 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 ốp. Ồ, đến trường thôi. Các bạn ơi, vậy là mình đã có kẹo và bây giờ mình đã có sữa rồi nè. Đó, các bạn thấy không? Vậy là mình có hai món rồi. Bây giờ mình nhảy lớp tiếp xem là mình sẽ kiếm được thêm gì không. Mình nghĩ hôm nay mình sẽ được no bụng đây. Cái bụng của mình đấy là tuy nó là 6 múi nhưng mà nó rất là đói các bạn ơi, đói mấy ngày nay rồi, khổ lắm. Mình nhảy lớp nha. Xem bạn nào ra nào. Ôi, chào các bé. Mình chính là Thỏ Trắng nè. Hôm nay mình phải đến học, đi đến trường thôi. Trời ơi, nhớ các bạn quá à. Nhớ các bạn lắm. Ôi. Ô, anh chào Thỏ Trắng. Thỏ Trắng chào anh Hun. Thỏ Trắng đi học đúng không? Dạ, em bây giờ chuẩn bị đi học nè. Ô, anh nhớ Thỏ Trắng lắm. Ô, anh Hun sao lại nhớ Thỏ Trắng? Thì Thỏ Trắng đi học thì anh mới có cái đồ để ăn chứ. Đúng không? Em làm gì có gì ăn, em đi học mà. Anh Hùn cứ giỡn em hoài. À, chà chà, Thỏ Trắng hôm nay lại có đồ ăn mà lại giấu anh à. Anh thấy trên ba lô của Thỏ Trắng có cái gì nặng nặng rồi. Hình như nó là màu vàng thì phải. À, mình để trong ba lô mà anh Hùn anh ấy cũng biết được à. Ồ, anh mà anh là nhất đấy. Trời ơi, không thể giấu được anh Hun rồi, khổ quá. Mình đã giấu trong ba lô rồi để đến chờ mình ăn, vậy mà anh Hun anh cũng lấy. Thôi để mình kiểm tra xem nào, có cái gì nào. Đây rồi. Ô, chuối, chuối các bạn ơi, chuối. Ô, anh Hun ơi, anh Hun, em chỉ có quả chuối này thôi, anh có lấy không? À, mỗi quả chuối thôi à, vậy làm sao mà anh ăn no được. Em chỉ có mỗi quả chuối thôi chứ em đi học mà em đâu có gì đâu. Anh Hun hay là cho em xin nửa quả nhé, được không? À, anh đang đói, rất là đói đây, anh không chia sẻ cho em đâu. Anh nhìn thế này anh đã thấy cái thèm thuồng lắm rồi. Anh xin lấy nha. Anh lấy nha. Ơi, vậy là có mỗi quả chuối thôi mà anh Hun anh cũng lấy của mình thì còn đâu. Thỏ Trắng nói gì vậy? Sao em không nói gì cả? Biết thế là tốt, thôi đi học đi nha. Buồn quá. Vậy là mất quả chuối rồi còn đâu các bạn ơi. Thôi mình đi học đây, không anh Hun anh ấy lại 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 bắt nạt mình đấy. Mình chào các bạn nhé, mình đi học đây, đi học đây. Thỏ Trắng đi học đây. Vậy là mình đã có 3 món rồi các bạn ơi. Ôi, vụ này cũng hời đấy, cũng ấm cái bụng rồi. Bây giờ xem nào, con bạn nhỏ nào đi qua đây không, rồi mình sẽ lại hành động tiếp. Thích quá.
Xem nào, ai ra đây nào? Ồ, chào các bạn. Các bạn có nhận ra ỉn không? Nhìn ỉn nè, rất là đáng yêu luôn đó. Ỉn đi học nè. Hôm nay nói với các bạn nhé, trong ba lô ỉn có một trái này màu đỏ rất là to. Ỉn rất là thích ăn luôn đó. Ỉn sẽ mang đến trường và ỉn sẽ ăn. Ha, các bạn nhé. À, anh chào ỉn. À, ỉn chào anh Hun. Anh vừa nghe nói là ỉn có cái gì trong ba lô màu đỏ đúng không? Chia sẻ cho anh đi. Hả? À, sao anh Hun cái gì cũng biết vậy? À, tại vì anh đói nên anh đói đi mà đã đói đấy thì cái gì anh cũng biết là. À, có mỗi một cái trái đấy thôi mà anh Hun anh ấy cũng đoán được à? Mau nhanh lên, anh không có sự kiên trì đâu, anh rất là đói đây, nhanh nhanh lên. Trời ơi, để anh đợi em một chút nha, em tìm xem là ba lô em có gì nào. Buồn quá, ỉn buồn quá các bạn ơi. Đây. À, táo à. Wow, anh rất là thích ăn táo luôn đó. À, anh cảm ơn ỉn nha. Em có mỗi trái táo này, vậy mà anh Hun cũng lấy. Biết sao được bây giờ, hôm nay anh phải đóng vai ác thôi. Hay là anh Hun bổ ra cho em xin một miếng được không? Còn dám xin anh à, anh lại quánh cho một cái mà mông bây giờ có đi học luôn không thì bảo. Hả? Là em đi ngay đây à. Trời ơi các bạn nhỏ ơi, vậy là mình mất một trái táo rồi, khổ thân mình quá đi à. Cái anh Hun này thì thật là gớm ghê quá đi. Thôi ỉn đi học đây, không lại muộn học các bạn nha. Ỉn đi đây, ỉn đi nha. Các bạn ơi, vậy là mình đã được thêm một trái táo rồi đấy các bạn ơi. Ai, mình cất đi nha. Rồi, xem nào, còn những ai ra không nào. Rồi lát nữa, mình sẽ lại hành động tiếp. Vụ này là mình thấy cũng được nhiều nhiều chút chút đấy đấy. À, bây giờ mình lại lấp đi nhá, lấp đi nhá, lấp đi, lấp, lấp, lấp. Rồi, xem bạn nào ra nữa nào. Ô, chào các bạn, mình là chim cánh cụt đây. Hôm nay mình tới trường nè. Vừa rồi nhé, có anh Hải Cẩu này, bạn ếch này, bạn thỏ trắng này, anh ỉn này rủ mình đi học, nhưng mà lúc đấy mình vẫn còn ngái ngủ quá, mình chưa muốn đi tại vì mình vẫn muốn ở nhà chơi này và mình muốn được ăn ăn hoa quả tha hồ luôn. Đến trường á, mình buồn lắm, suốt ngày mình ngủ thôi à. Ôi, hôm nay mình trên ba lô mình có một trái màu xanh rất là ngon luôn đó. Mình sẽ đến trường, mình sẽ chia cho các bạn cùng ăn đấy các bạn ơi, có biết không? Vui quá đi, vui quá đi à. À, ô, anh Hun, anh chào chim cánh cụt. Ô, chim cánh cụt ơi, chim cánh cụt có gì cho anh ăn không? Anh đói quá à. Em chỉ có một trái này thôi, em định mang đến trường để chia sẻ cho các bạn. Hả? Vậy chia sẻ cho anh đi, anh cũng là bạn của em nè. Nhưng mà chỉ có một trái này thôi, chỉ có bạn nhỏ thôi, chứ anh Hun to cao lực lưỡng như thế này thì anh Hun ăn một miếng cũng chẳng no đâu. Hả? Nhưng mà anh cũng rất là đói đó, anh đói lắm nè. Chia sẻ cho anh đi, một mình anh ăn rồi thì lần sau anh sẽ không bắt nạt em nữa. Trời ơi, có mỗi một trái thôi mà anh Hun anh ấy cũng không tha cho mình. Để mình tìm xem nào trên ba lô của mình xem có trái gì không nhá. Các bạn đợi mình nhá. Ôi, hời quá đi. Ôi, lại có thêm một trái, không biết là trái gì đây. Ô, trái cam. Ôi, mình rất thích ăn cam. Ăn cam có nhiều vitamin C lắm các bạn ơi. Vậy mình ở đây. Ôi, có mũ trái cam để mang đến chia cho các bạn trẻ, vậy mà anh Hun anh ấy không tha cho mình. À, còn dám nói là chưa đi học mà còn dám nói là nói nữa là anh cho một cái vào mông này, để cho một cái thiết đồ công này đau lắm đấy, có đi không, đi nhanh lên. À, em đi đây. Trời ơi, anh Hun này. Có trái
trái cam nhưng mà anh ấy cũng lấy. Người hùng gì mà chẳng hùng tẹo nào cả. Đúng là gì hả? Là gì? Dạ là em đi học ngay bây giờ đây. Thôi chị bánh chụt cụt chào các bạn nhỏ nhá, chị bánh cụt đi học đây. Vậy là ta lại có thêm một trái cam. Trái cam các bạn ơi, trái cam mình cất đi nhá. Rồi ôi nhiều thế, bây giờ xem nào, còn bạn nào nữa không làm mình gấp đấy nhá. Chào các bạn, mình là vịt nè, các bạn có nhớ mình không? Ôi hôm nay mình đi học đấy cả nhà, còn mỗi một mình là chưa đi thôi. Trời ơi, vịt vẫn còn muốn bơi ở trong hồ nè, mò tôm này, mò cua nè, còn nhảy xuống nước tắm nữa. Thích ơi là thích, hôm nay lại phải đến trường nữa. Thật là vịt chưa muốn đi đâu. Buồn quá, buồn quá. Các bạn có biết không, hôm nay mình đến trường mình nhớ các bạn cũ. Mình có mang một trái này đến để chia sẻ cho các bạn nhỏ cùng ăn đấy. Chia sẻ cho anh Hải Cẩu này, chú Cánh Cụt nè, bạn Ếch nè, bạn Thỏ này, cả bạn Ỉn nữa đấy. Nói nhỏ các bạn thôi nhá, mình sẽ mang trái này đi cho các bạn ấy ăn. Các bạn đừng kể cho ai nhá. Hả? Kể cho anh đi. Ô anh Hun à. Ô kể cho anh đi, trái gì vậy? À, em chỉ có một trái này thôi, em muốn chia sẻ cho các bạn nhỏ đấy mà. Trái gì chia sẻ cho anh đi, nhanh lên, anh không có sức chịu đựng nữa đâu, bụng anh rất đói nè. Hả? Anh Hun như thế này nè, là anh Hun cướp đồ ăn của em à. À, cũng tạm hiểu như vậy đi. Nhanh lên, mang ra đây cho anh. Anh rất là đói đây, cái bụng anh nó đang sôi sùng sục nè, nhanh lên. Trời ơi, có mỗi một trái thôi mà anh Hun anh ấy không tha cho mình. Vậy là các bạn của mình hôm nay lại phải chịu đói cùng với mình rồi. Nhanh lên. Nào, nhanh lên. Dạ, anh đợi em một chút để em tìm xem nào. Ai, các bạn ơi, vịt buồn quá đi à. Buồn lắm, các bạn có biết không? Buồn à, anh như này, anh đang đói này, em có biết không? Rồi, xem là trái gì nè. Dạ, ô, trái lê à. Ôi, lê, anh rất thích ăn lê. Anh Hun ơi, em cũng thích ăn lê. Em thích ăn lê thì hãy đi về đi. Xem còn trái nào không thì hãy mang đến cho các bạn nhỏ nhé. Còn bây giờ là anh xin trái lê này nhá. Anh xin trái lê này nhá. Ồ, anh lấy nhá. Anh xin, anh cảm ơn vịt nhá. Trời ơi, có mỗi một trái lê chia cho các bạn cùng đi học nhưng mà anh cũng lấy, buồn quá đi. Ôi, nặng quá các bạn ơi. Nặng quá. Vậy là hôm nay Hun không phải đói nữa rồi. À, mình xem nào. Thôi anh tạm biệt vịt nhá. Anh tạm biệt vịt nhá. Vịt đi học đi nhá. Dạ em đi học đây. Trời ơi, buồn quá đi. Vậy là không có gì chia sẻ cho các bạn rồi. Buồn quá. À, các bạn ơi, vậy là mình đã lo rồi. Bây giờ mình chuẩn bị mình đi ăn ha. À, ôi thích quá đi à. Thích à, Hun kia. Ô, anh siêu nhân, anh đi đâu vậy? Anh nhá, anh vừa rồi anh gặp các bạn nhỏ, bạn Hải Cẩu, bạn Chim Cánh Cụt này, bạn Ếch này, bạn Thỏ Trắng này, bạn Vịt này, cả bạn Ỉn nữa đấy. Ô vậy hả, các bạn đi học mà vui lắm anh nhỉ? Vui à, vui thì rất là vui nhưng mà có chuyện buồn. Dạ, buồn là chuyện gì vậy hả? Anh Superman. Buồn à, buồn cái chuyện này, nói nhiều này. Hun, anh đã bảo bao nhiêu lần rồi, không chịu đi khó làm ăn đi mà suốt ngày đi lấy đồ của các em nhỏ là sao hả? Hả? Sao anh biết? Biết à, làm như vậy mà cũng đòi làm người hùng à? Anh đã nhắc rồi, lần sau đừng có mà để cho anh nhìn thấy một cái cảnh này lần nữa, biết chưa? Ôi trời ơi, nhưng mà em đói quá, em đói thật mà. Đói à, cứ hễ ai đói là cũng được đi chấn nổi các em nhỏ à? Thôi anh tha cho em lần này, thì lần sau em sẽ không làm thế nữa. Tha à, muốn tha phải kỷ niệm cho vài cái nữa. Ôi đau quá, ôi anh ơi, ôi đau quá, anh tha cho em. Ôi đau quá, ôi chú.
chu chu ngồi đầu quá anh ca cho em. Ôi ôi ôi, các bạn thấy chưa, này siêu nhân này đó, cho Hun một bài học này đó, lần sau đừng có mà đi bắt lạt các em nhỏ nhá, nhớ chưa? Nếu có bắt lạt ấy thì bắt lạt cá sấu hoặc là bắt lạt khủng long mạo chúa, nghe chưa? Dạ dạ em biết rồi à, anh tha cho em nhá. Rồi lần này anh tạm tha cho em, bây giờ anh sẽ gọi các bạn nhỏ ra để em xin lỗi, nhớ chưa? Dạ dạ em biết rồi à, các bạn nhỏ ơi ra đi nào, nào ra đi. Ếch nữa nè, chim cánh cụt nữa nè, vịt nè, này các bạn ỉn nữa nè đó. À, các bạn nhỏ ơi cho mình xin lỗi nha, nha các bạn nhỏ nha, xin lỗi và thành khẩn đấy nha. Dạ em biết rồi, các bạn nhỏ ơi tha lỗi cho mình nhé, tại vì mình đói quá nên mình mới làm vậy thôi, mình hứa từ nay về sau mình sẽ không làm vậy nữa. Rồi các bạn nhỏ có tha lỗi cho anh Hun không nào hả các bạn nhỏ? Dạ bọn em tha cho anh Hun, là anh Hun làm sao đừng bắt nạt bọn em nữa nhé, bọn em là những người bạn rất là đáng yêu mà. Hun nghe thấy chưa? Dạ em nghe thấy rồi ạ. Lần sau bỏ ngay đi nhá. Dạ dạ em biết sai rồi ạ. Rồi vậy là chúng ta ở đây. Các bé ơi, vậy là anh Hun anh đã biết lỗi rồi, mình hãy tha lỗi cho anh Hun đi nhá. Rồi video của anh đến đây là hết rồi, anh hẹn các bé ở những video tiếp theo nhá. Chào các em.